Các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi game Music Surfer. Game Music Surfer này là do tôi phát triển với ý tưởng là điều khiển nhân vật bằng cao độ của giọng hát. Có nghĩa là các bạn, đơn giản là các bạn hát nốt cao thì có nhân vật nó bay lên, hát nốt thấp có nhân vật nó bay xuống. Các bạn muốn là có nhân vật nó bay là thì các bạn im lặng, không phát ra tiếng động. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy màn hình đầu tiên là có một cái cột để đo cái mức độ âm lượng mà micro có thể thu được. Thì bây giờ các bạn muốn là cho game biết là như thế nào là im lặng thì các bạn im lặng và sau đó là giữ ngón tay vào màn hình. Như vậy là game đã ghi nhận được cái tình trạng im lặng của các bạn. Sau đó ý thì là các bạn sẽ phát ra tiếng động giống như là các bạn đang thực hiện điều khiển nhân vật ở trong game. Thì các bạn có rất là nhiều hình thức, ví dụ như là các bạn hát hoặc là các bạn huýt sáo. Ở đây tôi sẽ chọn hình thức là huýt sáo. Như vậy thì game đã biết được là lúc nào tôi im lặng và lúc nào là tôi không im lặng để có thể đo được cao độ của tôi và sau đó là điều khiển con nhân vật. Ở đây thì nốt cao thì thật ra là nốt cao đối với một số người nhưng mà lại không phải là cao đối với một số người khác. Ví dụ như là tất cả các nốt cao của cái giọng nam thì nó lại có thể là thấp hơn của các giọng nữ. Như vậy thì ở đây là để phục vụ cho những cái người có quãng giọng khác nhau thì game nó cũng muốn ghi nhận lại là cái quãng giọng của bạn ở cái khoảng như thế nào. Bạn không cần phải hát cái nốt cao nhất các bạn thể hát có thể hát được và nốt thấp nhất bạn có thể hát được, mà các bạn chỉ cần hát một nốt cao và một nốt thấp khác nhau tạo ra thành một cái quãng làm sao cho các bạn thấy thoải mái nhất ở trong cái quá trình chơi. Như vừa rồi thì tôi đang sử dụng hình thức huýt sáo, thì bây giờ tôi sẽ huýt sáo một cái nốt thấp. Sau đó rồi thì tôi huýt sáo một nốt cao. Như vậy thì game nó đã ghi nhận được cái cách điều khiển của tôi. Thì ở đây là màn hình chính để chơi game, thì các bạn bấm vào màn hình để có thể bắt đầu chơi. Thấy thì gameplay nó chỉ đơn giản là game side scrolling bình thường, có cái cơ chế tính điểm theo cái số chướng ngại vật mà các bạn đã vượt qua. Ở khi các bạn đâm vào chướng ngại vật thì các bạn có lựa chọn là có thể là bấm vào màn hình để là tiếp tục chơi lại, hay là các bạn để yên màn hình chờ trong vòng 10 giây thì game sẽ đưa các bạn quay trở lại cái giao diện cấu hình để là các bạn có thể cấu hình lại hoặc là đưa cho người khác chơi. Ở đây thì tôi sẽ thử cái hình thức khác, ví dụ không dùng huýt sáo nữa mà tôi sẽ phát ra một cái tiếng động khác chẳng hạn như vậy. Có vẻ như là tôi có vẻ hợp với cả cái cách huýt sáo hơn. Nhưng mà các bạn có thể thấy ở đây là có cái high score là 23, thì ở đây là do một bạn là sử dụng cái hình thức là hát chứ không phải là huýt sáo. Bởi vì huýt sáo trong một thời gian dài thì nó khá là khô mồm. Nhưng mà tôi có vẻ là chưa luyện được, có thể các bạn sẽ chơi tốt hơn tôi. Cảm ơn các bạn.